Xin chào quý bà con cô bác. Hôm nay là ngày thứ bảy, tiếp tục là thất thứ thứ sáu của ba bà con cô bác. Ba con vợ chồng con với tới viên mới qua bà. Nghe nói là hôm là không biết làm sao cái ly hương mà nó cháy trơn rồi con á, không biết có đốt nhang nhiều hay không hay như thế nào. Đốt cái nhang khoanh này nè, xong rồi đốt cái nhang này lên là nó sẽ cháy. Rồi vậy là phải rồi. Mà đó bà nội cũng cháy quả chứ gì. Mình đốt nhang phanh đó rồi mình ghim cái cây nhang này vô nè, cái nó lửa cái nó bén vô cái cây vô. Cái đó là nó cháy liền. Cháy cái ly hương luôn. Ừ. Tại vì cái nhang phanh này là nó dễ cháy lắm, nó có cái cây nè. Nè ví dụ nếu mà mình ghim cái cây đi nè là nó sát vô vậy nè. Đó là nó phực có mấy cọng chỉ đâu đó, nó có mấy cái này cái nào nó dễ cháy lắm. Giờ này cũng 9:35 rồi cô bác anh chị. Còn khoảng nửa tiếng nữa là thầy lên. Thế hôm nay là cúng thất tuần thứ thứ 6 cho ba và con bác. Thấy cậu hai sao không chào cậu hai? Hả? Mẹ đâu? Hả? Mẹ đâu rồi? Nó chạy rồi. Giờ thì ông nội với bà nội đã cô năm với anh hai đã tỉnh về tỉnh thờ được con bác. Giờ đây thì giờ còn chỉ có bà ngoại thôi. Thực ra bà ngoại thì thờ bên kia, nhưng mà tại vì mẹ thờ thêm với bà con á. Giờ mình ra thăm mộ của ba bà con. Trời mưa cái mấy ly hương này kia nước không luôn. Giờ về đây cái trống vắng bệnh hiu bà con đó. Cũng giống vằn hiu luôn. Nó thường là trước thì nó phải hay ngồi phía sau đây nè bà con bác. Mát mẻ. Giờ trống vắng vằn hiu hết trơn. Để mấy con gà vịt này kia bán hết rồi. Dẹp hết bà con bác, không có nuôi nữa. Từ ngày ba mất là bắt đầu là bán hết. Người nó rửa ba cái mũ này kia rồi giờ là cũng không có ai rửa luôn mà con. Đó, trước có cái giếng chú cho cái giếng này kia đó rửa này kia rồi giờ là ba không còn nữa, cho nên là bán hết trơn luôn mà con đó. Đâu có làm nữa đâu nè, cái nồi để nấu máy nè, ba thường nấu này kia nè. Bây giờ là nó bỏ quan tàn luôn. Trời ơi bây giờ không ai ấy quá tài luôn. Cái gì cũng quan tàn hết trơn mà con đó. Còn đây là cái dũng động để đốt mấy cái đồ dây chai này kia bà con bác. Mấy đời người rất là vô thường, mình không biết ngày nào mình mất, ngày nào mình còn. Hôm bữa cũng có ông anh vô bình luận, ông nói Phú ơi năm nay có phải 5 tuổi hay không, có ba hay không, mà ở dưới gần nhà anh, ở dưới Hữu Định đó cô bác chị. Cũng có một chú đó cũng 65 tuổi, bằng tuổi ba luôn, cũng đang mạnh sân sẵn vậy, tự nhiên cái tụng cái lăn ra bệnh cái mất của anh chị y như ba vậy đó. Ba thì cũng còn được khoảng đâu gần 10 ngày tóc hành luôn, cô bác đang mạnh khỏe vậy đó. Giờ này cũng chuẩn bị mưa bà con quá, tháng này tháng mưa mà nè. Rồi giờ này là tới giờ thầy cúng thất thứ sáu cho ba con á. Mẹ thì cũng đã mua chai cúng cho ba rồi. Đây cây bông hoa. Đây thì này có thầy chú sáu luôn. Bác hương cái bài vị của ba. Bài vị của ba xuống nghe kinh, xuống nghe kinh. Bạn để đúng rồi, nghe đây này. Lấy cái đèn đó, tính là cái đèn ly. Lấy cái đèn.
đốt nén tâm hương trước Phật đài, lòng thành giúp cho Đức Như Lai, cầu trên Tam Bảo tường gia hộ đạo pháp hoằng khai đến mọi nhà. Nam mô Trung Thiên Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tát Đài Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi, tiếp nhận đạo Sư A Di Đà Phật Tát Đài Chứng Minh. Nam mô Minh Giáo Chủ Cứu Khổ Bổn Tôn Cứu Đạt Minh Độ Đại Thánh Đại Nguyện Địa Tạng Minh Vương Bồ Tát Ma Tát Tát Đài Chứng Minh. Nguyện na mây hương bầu này kết thành đài sen bao trên cúng dường vô lượng Phật, vô lượng chư Bồ Tát vô biên chúng sinh danh cặp nhất thiết thánh hiền. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm Giáp Thìn, tại Tư Gia địa chỉ ấp Bình Công xã Bình Phú thành phố Bến Tre tỉnh Bến Tre, gia đình là thành kính dâng hương đối trước Phật đài cầu nguyện tiết lễ kỳ siêu trợ tiết tách ông Nguyễn Văn Tiết sanh nữ canh tây niên hưởng trung thọ 65 tuổi, quá giáng ngày 17 tháng 5 niên Giáp Thìn thời hội mãn chung. Trên Tam Bảo chứng minh vị từ phóng ngọc hào quán tiếp dẫn chân linh thần hồn được sáng suốt, nghiệp chức ta bà sen vàng chính phẩm nở hoa, thấy Phật trao thọ ký kim giai, hết điều sanh tử dứt nẻo luân hồi, lại nguyện kỳ an gia đình tan quyến vợ hiền con cháu thảo lớn nhỏ trong gia đình được bình an lợi lạc hiếu sự biến thành. Nam mô giới hương định hương giữ huệ, giải thoát tri kiến hương quang minh quang đại, biên pháp giới cung dường thập phương Tam Bảo tiền. Nam mô hương cung dường Bồ Tát, Nam mô hương cung dường Bồ Tát, hương cung dường Bồ Tát Ma. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hôm nay là ngày 29 tháng 6, năm Giáp Thìn là ngày cầu siêu thất thứ 6 thương linh ông Nguyễn Văn Tiết, quân sanh Canh Tý, hưởng thọ 65 tuổi, tử ư ngày 17 tháng 5 năm Giáp Thìn, hồi thời mãn trung, nguyện hương linh ông về tỏ tài. Thỉnh pháp nghe kinh chiêu sanh tịnh độ, và phù hộ cho tất cả vợ con cháu lớn nhỏ trong gia đình được bình an gọi là hồng ngâm. Tan trụ khởi thân lễ nhị bay, đồ chay của bà con bác. Hôm nay món gì đi không biết. Hôm nay ngồi đây. Hành dừa, tàu hũ, chiên. Chiên với gì muối ớt hay gì á. Hũ qua hầm, hũ qua kho rồi. Hôm nay không có canh chua. Thịt kho tiêu. Hồi nãy có đưa mẹ bịch chua tao bỏ quên hay gì rồi. Rồi mời bà con đi bán dùng cơm chay với gia đình nha. Rồi còn một tuần nữa là xong. Rồi, ba cơm chay. Ta mới tặng cho cái đồ lần chuỗi nè, nó lần cái này là mình cho ổng con nào. Cái cô kia cũng mua tăng rưỡi cho nè. Cho được thiệt. Thì bây giờ phải rảnh lần chuỗi đi, niệm Phật lần chuỗi đi. Nè. Niệm Phật lần chuỗi hồi hướng công đức cho ba đi. Nè. Ừ. 1 2 3 4 1 1 tăng rưỡi một cái là mấy cô tặng nè. Đúng rồi đó. Đây nè. Ừ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì đúng rồi đó, giờ lúc nào cũng hả Nam mô A Di Phật đấy, ừ, 30 lần rồi bấm lên, nó lên nút 30 lần rồi cái ở thân của mình bấm tiếp. Đúng rồi. Nam mô A Di Phật là mình được phước nè. Đó. Hướng công đức cho ba đi. Rồi, hướng công đức cho ông nội nè. Đó, Nam mô A Di Phật. Thì đó giờ gánh gọi cái cầm như nào bắt đầu Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật liên tục. Tối ngủ Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật. Đúng rồi đó. Ừ. Còn có Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật gì nè. Đó, Nam mô à. 100 cái là nó có nổi lên cái chữ là 100 cái à, đẹp ghê ha. Này tao làm bằng tối ngủ ăn đúng 100 cái nổi lên ha. Cái nhà ăn cơm chay nói là con niệm Phật này là để con hồi hướng cho ba được nhiều công đức, phải không? Ừ. Nó niệm Phật thì hướng công đức cho ba đi đó. Rồi là xuống dưới ba được hưởng công đức là ổng sẽ được đi siêu sinh, là ổng kiếp sau là ổng được khỏe đó, ổng còn cực khổ nữa. Rồi xin mời bà con cô bác ăn cơm nha. Rồi, Vy mời chưa? Quát, ăn cơm chay, bữa nay cũng thất thứ 6 rồi. Thất thứ 6 là cũng 42 ngày rồi hả? 42 ngày còn. Thế đó là lần chuỗi hả? Khi nào rảnh là cứ cầm, niệm Phật. Hồi hướng công đức cho ba. Cái này ngon nè Vy, cái này thịt chay. Thịt tối này rảnh chưa bằng nhà làm gì rảnh. 100 cái là nổi lên, cái chữ 100 cái là con niệm Phật 100 lần á. Người ta nói là lần chuỗi này là tốt lắm nè. Nè Vi, mua 15 ngàn nha, chiên chừng 3 lần vậy đó. Mà ngày hôm qua mẹ mua có 10 ngàn, có chút xíu mà chiên không có ngon gì trơn. Cái này ngon quá. Tàu hủ này chiên cũng không ngon. Món này là xào không? Lên tô rồi Vi, chén nó tô rồi Vi. Ăn vậy được hả, ta làm vừa ăn hả Vi? Để rồi, để chị ăn. Nè. Này là canh dừa. Cái gì vậy con? Này cái đó nó khóc rồi. Ừ. Ờ cái này giòn nè. Ừ. Xôi này cũng ngon nữa rồi. Này thịt kho tiêu mà Quy. Này gà. Thôi giờ mình nói đồ chay đi, chứ nhiều khi có nhiều người người ta khó tính, người ta nói ủa ăn chay mà sao nói đồ mặn không vậy. Chay gì này, tên ta đặt vậy chứ bộ gà lá. Thì đúng rồi, thì cái tên nó là cái đồ vậy. Có nhiều người khó tính, người ta không chịu à. Phải khó tính. Ủa sao mà ăn đồ chay mà sao nói đồ mặn không vậy, người ta không chịu. Nó giống vậy nè. Khổ lắm. Gà lát nó giống vậy, còn này là sườn ngon.
Mình thì mình kêu là gọi là cái tên đó, nhưng mà thật ra đồ chay nhiều khi người ta không chịu. Người ta lạc vậy á, người ta lạc vậy á, người có chiên rồi thịt ra ba gọi chiên. Có cái câu chuyện vậy nè, giống như là bà mẹ thì không chịu ăn chay, người con khuyên biết bao nhiêu lần mà bà mẹ không chịu. Cái bắt đầu cái bữa đó người con đó là đi ra ngoài mua đồ về đó, nấu nói chung là nấu y chang vậy nè, nói là cái đồ mặn mặn á, bà ăn cũng được 1-2 năm gì đó. Nó ủa mẹ 1-2 năm nay mẹ ăn đồ chay đó mẹ. Nó ủa chay gì, nó thì nó nói cái tên vậy nhưng mà thật ra nó đồ chay. Rồi cuối cùng bà ăn chay tới được 1-2 năm luôn, nhờ vậy là nhưng mà người ta mới biết ăn chay. Đồ chay ta làm vừa ăn ghê nó ngon. Mời bà con cô bác dùng cơm chay. Leo quay được cái hết 49 ngày rồi bà con á. Mới đây lẹ ghê ha. 2 tháng trời, ngon ghê luôn. Tầm nhà mình có nước hay luôn, tụng không? Chắc có mà. Nhưng mà Thảo Lan tụng cái nữa rồi. Thảo Lan là phải 2 năm hay 1 năm ta? 2 năm. Năm cái gì? Hồi xưa người ta là 3 năm, bây giờ là 2 năm đó. Thời gian người ta làm ngon nữa ta? Dễ không? Đi ăn thường không hả Bình? Ngon quá. Ủa rồi Bình? Ăn hết đi. Để lo mấy người nó ngon. Mua 15 ngàn chiên mất hơn nữa, cậu không nữa. Rồi gia đình cũng mới dùng cơm chay xong rồi bà con cô bác. Thì clip cũng dài rồi, thì cũng cảm ơn bà con cô bác đã theo dõi video của gia đình nha. Hẹn bà con cô bác mình ở thứ bảy tuần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.